Chào các bạn, đây là thành phẩm của món dưa món mình vừa mới làm xong đây. Nhìn rất là ngon và hấp dẫn đúng các bạn. Và dưa món này thì ăn kèm vào những cái ngày Tết, các bạn có thể làm để chúng ta ăn ăn kèm với cả thịt mỡ, dưa hành hay là các cái món như thịt một chút thì nó sẽ giúp cho hệ tiêu hóa của chúng ta tốt hơn. Và đây thì dưa món mình làm từ su hào này, củ cải, súp lơ, cà rốt và dưa leo các bạn nhé, để chúng ta có được một cái món dưa món rất là ngon và hấp dẫn. Và làm sao để cái món dưa món này nó mềm thơm đó và chỉ ăn được ngay sau 2 đến 3 ngày các bạn làm, tùy vào thời tiết các bạn nhé. Thì mình mời các bạn sẽ vào bếp cùng với mình ngay bây giờ để làm món này các bạn nha. Các bạn, hôm nay thì mình sẽ vào bếp để làm món dưa món các bạn nhé. Nhưng mà dưa món này thì chúng ta sẽ không cần phải phơi nắng hay gì cả, đỡ tốn thời gian. Và nguyên liệu thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình ở đây đó là một củ cải trắng 400g, một củ cà rốt 300g, một quả dưa leo 300g, một củ su hào 500g và một cái súp lơ 300g như thế này các bạn nhé. Và đây thì mình có gần 2 kg rau củ để mình đem đi muối làm dưa món các bạn nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng sơ chế phần nguyên liệu các bạn nha. Phần củ cải và cà rốt thì các bạn sẽ gọt cho mình cái phần vỏ đi. Dưa leo này thì các bạn sẽ để nguyên trái cho mình, bổ đôi và bỏ cho mình cái phần ruột đi ạ. Phần ruột thì các bạn sẽ dùng cho mình cái mũi thìa để các bạn dọc một đường. Đó, cái mũi thìa thì nó sẽ cong 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 như thế này này. Thì mình lấy cái ruột nó dễ. Phần ruột nó có rất là nhiều nước. Phần củ cải và cà rốt thì các bạn sẽ chia ra cho mình thành những cái đoạn nó từ 4 đến 5 cm nhé. Cái phần nhỏ phía trên thì chúng ta dùng để tỉa hoa. Các bạn sẽ chia cho mình thành những cái miếng nó có độ dày từ 0,7 đến 1 cm. Sau đó thì các bạn sẽ cắt thành những cái miếng con chì vuông đó, đều nhau một chút. Cái phần nhỏ này thì các bạn sẽ dùng để các bạn tỉa hoa cho mình nhé. Đó, các bạn có con dao tỉa như thế này thì mình làm nó sẽ tiện hơn. Cái phần hoa cà rốt này thì các bạn sẽ cắt cho mình thành những miếng từ 2 đến 3 mm. À,
dưa leo này thì các bạn sẽ đặt chéo quả dưa và thái cho mình như thế này nhé. Các bạn cũng thái thành những miếng từ 0,5 đến 0,7 mm. Củ cải này thì các bạn cũng sẽ thái tương tự như là cà rốt cho mình. Các bạn sẽ chia thành những cái đoạn từ 4 đến 5 cm. Su hào này các bạn sẽ chia cho mình giống như là cà rốt nhé. Các bạn cũng thái cho mình thành những miếng nó có độ dày từ 0,7 đến 1 cm. Súp lơ này thì các bạn sẽ tách cho mình những cái hoa này ra này. Đó, các bạn tách riêng nó ra. Cái hoa nào mà to quá thì các bạn chia đôi nó ra giúp mình nhé. Sau khi mà các bạn đã thái xong hết rồi thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cái khay để chúng ta đem đi sấy các bạn nhé. Các bạn sẽ sấy cho mình trong lò trong khoảng thời gian là 1 tiếng đồng hồ ở nhiệt độ 100 độ C, hoặc là 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng nếu như mà các bạn muốn ăn nó héo và khô hơn. Các bạn ơi đây nhá, khi mà các bạn đã xếp cho mình như thế này rồi thì bây giờ mình sẽ cho vào cái máy sấy để mình đem đi sấy các bạn nha. Khi mà các bạn đã sấy cho mình được 30 phút như thế này rồi thì các bạn sẽ lật cái mặt còn lại lên cho mình nhé. Nó hơi kỳ công một chút, hoặc là nếu như mà các bạn mà không muốn lật á thì các bạn lật ở phía trên thôi, ở phía dưới, tại vì là các bạn để ở cái mức nhiệt là các bạn phải để cả gió nhé, để cho nó thông thoáng hết cả hai bên lên để nó quạt lên. Và khi mà các bạn sấy cho mình được 30 phút rồi thì cái phần nguyên liệu này nó cũng đã khô khô bớt rồi này. Đó. Và khi sấy thì các bạn mở vung ra một chút, mở cái nắp hé một cái chút cái nắp của cái máy sấy ấy. Đó, cái phần củ cải thì nó sẽ hơi nhiều nước một chút, thì mình đảo một chút như thế này này các bạn. Đó, các bạn chỉ cần đảo một chút cho mình để cho các cái phần củ cải nó không có bị dính vào nhau. Đó, còn bên này thì súp lơ này thì các bạn sẽ đảo cái mặt dưới lên cho mình.
Đó, các bạn sẽ thấy là cái phần súp lơ này nó khô đi rất là nhanh. Su hào thì sẽ hơi lâu hơn một chút. Đó, và bây giờ các bạn sẽ cho vào, các bạn sấy tiếp cho mình nhé. Sấy cho mình thêm một tiếng nữa ở mức nhiệt 100 độ trong khoảng thời gian là 1 giờ đồng hồ. Cứ 30 phút thì các bạn sẽ kiểm tra cho mình một lần nhé. Bởi vì là tùy lò ấy, có lò thì sẽ cái mức nhiệt nó khác để các bạn có thể căn chỉnh được. Nếu không là nó sẽ rất dễ bị cháy á. Đó. Các bạn sẽ sấy cho mình như thế này nha. Và ở phía trên này, các bạn chèn cho mình một cái đũa hoặc là một cái gì đó. Cái đũa hoặc là một cái thìa gỗ nhá. Để cho nó thoáng thì cái hơi nước nó sẽ bay ra nhanh hơn. Và nhiệt độ thì đây ạ, 100 độ này. Các bạn để đảo gió cho mình này. Và ở đây thì mình sẽ ấy 40 phút trước, nướng 40 phút trước. Sau lát nữa thì mình sẽ sấy thêm. Cứ khoảng độ 30 đến 40 phút tùy lò các bạn nhé. Khi mà các bạn đã sấy xong cho mình để cho nó héo lại như thế này rồi nhá, thì các bạn sẽ để ra một cái mẹt để cho nó nguội này. Và các bạn sẽ để cho nó se hẳn đi. Bởi vì là khi mà các bạn sấy thì nó sẽ có những cái phần hơi nước ấy. Thì các bạn sẽ để ở ngoài cho mình như thế này các bạn nhá. Và khi nào mà các bạn sẽ để ở ngoài, các bạn hong cho mình từ 30 phút đến 1 giờ đồng hồ để cho nó nguội hẳn. Đó, sau đó thì các bạn sẽ đem vào để chúng ta muối. Các bạn ơi, sau khi mà các bạn đã sấy xong cho mình như thế này rồi. Đó, và các bạn để cho nó nguội nguội một chút. Khi mà các bạn để nguội như thế này nhá, thì các bạn sẽ đem ra các bạn hong một chút cho mình để cho nó khô hẳn đi. Tuy nhiên khi mà mình hong ấy thì sẽ có những cái con côn trùng nó bám vào. Thì bây giờ các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cái chậu nước để chúng ta rửa qua cái phần nguyên liệu này đi, để ráo nước, sau đó chúng ta mới đem đi ngâm mắm các bạn nha. Đó. Sau khi mà các bạn đã để cho cái phần rau củ như thế này ráo nước rồi, thì bây giờ các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cái hũ nhé. Ở đây thì mình có một cái hũ thủy tinh này. Các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cái hũ thủy tinh thật là khô. Đó. Sau đó thì các bạn sẽ cho cái phần rau củ vào. Các bạn ơi, khi mà các bạn đã ngâm ngập
nước các cái rau củ quả như thế này rồi, thì các bạn sẽ lấy một cái vật nặng nhá, các bạn chèn lên trên cho mình. Các bạn sẽ đặt lên phía trên một cái bát cho mình nhá. Bây giờ thì các bạn sẽ đậy nắp lại nha. Và để cho mình trong khoảng thời gian là 4 ngày thì là chúng ta có thể ăn được cái món dưa món này rồi.